những người gần đây thì họ đi bằng đi bộ thôi, gần mà. Cũng vì đi đi xe thì đông người quá ách tắc ấy. Là những thiếu nữ ở đây, là những các chị các em ở đây là chỉ có đi bộ hội thôi. Năm mới mà, cho nên là cứ chơi đi. Cứ chơi chơi cho đủ 3 ngày rồi về nhà ta làm tiếp, ngày mai ta lại đi hội tiếp, ngày mai có hội nào ta lại đi tiếp, đúng không các chị nhỉ? Đấy, đó là mình không phải tự hào nhưng mà dân Tùng Nùng là chơi như vậy đó. Sau một ngày làm đi chơi mệt mỏi về, sau một ngày làm việc mệt mỏi về, có hội là ta lại đi tiếp về nhà ta lại cày tiếp, ta lại hái tiêu, ta lại thu mùa màng cà phê, ta lại xong là còn lâu có ngày hội ta lại đi tiếp. Đó là một cái nét văn hóa, một cái nét văn hóa của dân Tùng Nùng là như thế. Nhưng mà đâu phải là nhà nào cũng nghèo đâu, toàn thấy nhà giàu không đấy các bạn thấy không? Mình bay toàn cảnh ở trên các bạn thấy rồi, toàn nhà giàu không đó. Đấy, đây là đi là gặp anh chị nào hát giao duyên, đây là hát với hội nhóm này nhá, nó năm Xuân Hà nhá, của năm Xuân nhá các bạn nhá. Đấy, chủ yếu là cuộc sống là chỉ cần vui như vậy thôi. Các bạn thấy là thấy nếu mà các bạn biết được mấy cái video clip này thì các bạn hãy đến đây một lần đi. Coi có mất cái gì đâu, các bạn đến đây các bạn chơi để các bạn giao lưu, các bạn biết cái lễ hội thôi mà, đúng không? Còn rất là nhiều cái hay, tí nữa mình sẽ hôm nay mình sẽ quay, và hôm nay ngày mai mình sẽ quay tất cả cho mọi người xem cái lễ hội này nó diễn ra như thế nào. Mình luôn luôn chúc tất cả các bạn anh em Tài Nùng và các tổ khác luôn luôn có một năm nhiều may mắn thành công nhá. Mấy chị đang tập để giao lưu sơ sơ để tí nữa là gặp đối thủ các anh chị thì mới xa đến giao lưu các bạn ạ. Còn hướng bên kia là trang phục nam của người dân tộc Nùng các bạn ạ, ở trước mặt kia đó, đấy là có rất là nhiều loại Nùng, nhưng mà có hai cái loại Nùng là rất nhiều người Nùng, dân tộc Nùng, nó có và là nói chung là dân tộc Nùng nhưng mà khác nhau một tí là ở các trang phục các bạn nhé. Nhưng ở Tây Nguyên thì mình thấy hai trang phục Nùng là trang phục này và trang phục áo xanh kia, là hai trang phục này đặc sắc nhất ở khu vực Tây Nguyên này. Cũng như dân tộc khác thôi, có thể là nói chung thì một dân tộc đó nhưng mà họ diện cái trang phục khác nhau, chẳng hạn như là mỗi cái hoa văn nó khác nhau ấy, cũng như dân tộc Thái cũng thế thôi, họ có cái hoa văn nó khác nhau các bạn ạ. Như là như lúc các bạn là đi các bạn nhìn thấy là các bạn hay hiểu nhiều, hay nhầm ở cái trang phục đó đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình sẽ đi tiếp cái lễ hội này, chắc có lẽ mình phải đi vài ngày để khám phá để mọi người biết thêm mới được nhá, chứ không phải là mình mới quay một hai cái tập video là mọi người sẽ biết ngay đâu. Bây giờ những khách đến đây chơi, khách du lịch thì họ cũng muốn chụp một cái hình ảnh lưu niệm với các trang phục đặc sắc này. Đây cũng là trang phục đặc sắc, đây là trang phục của người Kinh. Hôm nay hôm qua cô này có phải biểu diễn sân khấu không đây? Đi đâu mà mang cái chai nước đi theo vậy? Đó, những người các bạn thấy không? Những người chụp hình lưu niệm. Có ai muốn vào đây chụp các chị em chụp cho? Những nhiếp ảnh gia đến từ thành phố rồi các khắp nơi đấy các bạn. Là chụp những cái kiểu hình kỷ niệm đấy. Còn mình thì lại gặp cái trường hợp này là thường xuyên rồi. Bởi vì là mình là người chuyên làm về lễ hội dân tộc Nùng mà.
Cho nên là các bạn cứ yên tâm, cứ vào kênh Dân Tộc Tây Nguyên, luôn luôn có những cái phim đặc sắc nhất cho mọi người xem. Mọi người hãy cho mình một cái like, đăng ký kênh và miễn phí, và chia sẻ cho mọi người cùng xem miễn phí nhá, không phải tốn một cái gì hết. Là cũng một cái động lực cho mình làm một cái video clip tiếp theo tốt hơn, cho phục vụ tất cả mọi người ở xa không đến được cái lễ hội. Chủ nhà đón tiếp các khán giả ở nơi xa rất là nồng hậu, rất là nhiệt tình. Một cái đoàn chủ nhà trang phục nồng đến đây thôi, nhưng mà khách bông vào chủ đi từ sáng giờ luôn, không cho đi luôn. Mấy người đẹp đến từ đâu đây? Hả? Chưa gặp bao giờ hay sao mà đến từ đâu vậy? Ở gần đây à? Bây giờ em phải hỏi là đến từ đâu, phải khai ra mới được. Bây giờ em giả vờ em không biết đây nhè. Chị đi đâu không? Đi xe ô tô hay xe máy? Xin chào nhá, năm mới chúc sức khỏe nhá. Ta này, tóm lại là tặng người quen đấy, nhưng mà giờ không biết thôi nhỉ. Yeah. Hôm qua anh em có đi ô tô khách mà. Hôm qua không về. Yeah. Vâng. Chơi đến ngày mai mốt rồi về nhá. Lễ hội diễn ra cánh đồng như này không có cây xanh các bạn, chỉ có dạp thôi. Cho nên là cái người buổi trưa thì chủ yếu là ăn uống ở trong dạp thôi nhé. Cũng khá là nóng đấy, nhưng mà các bạn muốn thưởng thức thì các bạn cứ đi một lần đi. Chứ mình không có cách nào để tả nổi cái cảnh Tây Nguyên nắng và gió này các bạn ạ. Nói Tây Nguyên nắng và gió thì các bạn biết rồi, mình không tả nổi đâu. À, mình sẽ đi tiếp nhé. Mấy ngày nay khí hậu nó thay đổi các bạn ạ, cho nên là mình cũng bị ho cảm cúm một tí, nhưng mà chắc phải không phải là do cái khí hậu thôi, chứ không phải là do ấy đâu. Chào mọi người nhá, chào anh em cho tùng nhá, chứ không phải là do mình cũng ho một tí, nhưng mà tôi cũng muốn đây buổi trưa rồi á, cho nên là mọi người đang ngồi quán, anh em ngồi quán thì mình lại đi làm phim mới được, không được ngồi. Chào anh em nhá. À, cho nên là mình ngồi quán thì anh em ngồi, anh em đi chơi, anh em ăn chơi, mình lại đi
đi coi phim. Cho nên là cái các bạn thấy mình làm phim đâu có phải sung sướng gì đâu. Mình cứ chuyên ra nắng mà. Không. Tôi làm được thước phim thì hay cho mọi người xem thì nhực tha cũng phải là dễ dàng. Nhưng mà thôi thì cũng có bọn các bạn an ủi động lực thì mình cũng muốn có cái động lực để làm những cái thước phim tốt hơn cho mọi người xem. Đây. Nói chung là heo quay thì không thể thiếu rồi đúng không ạ? Con này cũng rất là ngon. Người dân Tài Nùng thì đi hội hay là những món ăn chính là chỗ đây heo quay nhé các bạn nhé. Những nói về những món ăn phổ biến như người Nùng thì nó cũng như dân tộc khác thôi. Nó cũng có rất là nhiều món đặc sản như các bạn thôi ạ. Nhưng là các bạn cứ hay ăn đi, ăn rồi các bạn mới biết được cả. Nó ngon, có một cái khẩu vị ngon khác nhau. Đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ đi tiếp nhé. Mời mọi người xem hình trình tiếp theo video của mình ở ngay cái lễ hội Nam Xuân Crono Đắk Nông này 2023, dịp đầu năm mới. Mình luôn luôn cho chúc tất cả các bạn luôn luôn có một năm nhiều thành công may mắn trong cuộc sống nhé. Rất là rộng,